Ngày 8 tháng 3, phóng viên Tuổi Trẻ đi dọc theo tuyến quốc lộ 1 qua thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận một số trường hợp xe khách vượt ẩu, dừng đỗ sai quy định. Chúng tôi chứng kiến xe khách VH chạy luôn vào làn xe máy, đoạn qua phường Linh Trung, Thủ Đức. Bị chiếm hết đường đi chật hẹp, người dân đi xe máy buộc phải né ra để tránh bị va chạm. Anh Huỳnh Tài, người đi đường ở thành phố Thủ Đức, chia sẻ chuyện xe khách, xe tải chạy ẩu ào ào đã quá quen thuộc với người dân hay đi lại trên những tuyến quốc lộ, đường cao tốc. Có khi vào giờ cao điểm, đường xá đông nghẹt nhưng tài xế vẫn vô tư bấm còi inh ỏi, cố tình chen chúc và ép xe máy để giành đường cho nhanh. Thậm chí khi vào cao tốc, một số xe khách bất chấp quy định chạy vào làn khẩn cấp để vượt cho nhanh, rất nguy hiểm. Theo ghi nhận tại tuyến cao tốc nối từ Đà Nẵng đến Quảng Trị, tình trạng xe chở khách vượt ẩu lấn làn ở những đoạn đường cấm vượt vẫn thường xuyên xảy ra. Do đây là tuyến đường có một làn đường, lại không có giải phân cách ở giữa nên mỗi khi xảy ra tình trạng xe nối đuôi nhau, nhiều tài xế thường lấn làn hướng ngược lại. Điều đáng lo là nhiều tài xế lấn làn bứt tốc bất chấp khoảng cách an toàn, thậm chí lấn sang làn đối diện ở cả những đoạn cấm vượt trên cao tốc này. Trong khi đó, tuyến cao tốc dài hơn 160 km nối từ Cam lộ La Sơn, Hòa Liên này vẫn chưa thu phí nên hầu như các xe đều chọn tuyến đường này để tránh ba trạm thu phí qua các tỉnh nên mật độ lưu thông rất đông đúc. Anh Nguyễn Trung Bình, tài xế xe tải thường xuyên đi lại trên tuyến đường này, cho biết tình trạng lấn làn vượt ẩu chủ yếu là các xe khách. Bởi đây là đoạn đường đồi dốc nhiều, các xe tải khó lòng bứt tốc. Trong khi đó, các lái xe khách lại rất thuộc đường và biết tuyến này không có hệ thống giám sát phạt nguội cũng như ít có lực lượng chức năng xử lý, xử phạt. Một lái xe tuyến Đà Nẵng, Đông Hà của một hãng xe có trụ sở ở tỉnh Quảng Trị cho biết trung bình mỗi ngày phải xoay vòng 2 lượt chặng đường này. Do vậy trung bình thời gian di chuyển trên chặng này phải rút ngắn để đảm bảo thời gian đón khách. Trường hợp trên cao tốc đông đúc xe như dịp Tết, nhà xe chấp nhận cho lái xe chạy đường quốc lộ dù mỗi ngày mất gần 1,5 triệu tiền phí. Tuy nhiên, ngày thường nhà xe chọn tuyến cao tốc vì tiết kiệm được rất nhiều chi phí.